trở lại khi mà cái ông giáo sư Nguyễn Văn Trung thuyết phục tôi không được, thuyết phục bà xã tôi không được, ông nói với tôi một câu trước khi ra về rằng ông sẽ tin đi là trong những năm tới đây thì ở Việt Nam người ta sẽ viết sử theo quan niệm của miền Nam Việt Nam. Thì dĩ nhiên là ông đã có một cái, những giáo hội La Mã hay là hội đồng giám mục Việt Nam đã cho những người có khả năng thuyết khách và cũng kèm theo những cái gì đó gọi là tiên học, lễ học, học văn để đến thuyết phục những người có khả năng. Cái điều đó hay không thì chính cái người đi thuyết phục biết, chính các ông biết, nhưng mà có thể là nói ra nó cũng kẹt lắm. Dạ, kính thưa quý vị, để thay đổi không khí thì tôi xin nói cái phần của tôi là tôi nhận xét ở ngoài nước ngoài đó, những người nước ngoài đó, người ta cũng có những cái câu gần sát như là tiên học, lễ học, học văn. Mà cái đó là cái văn hóa dường như là nó phổ quát khắp toàn cầu, chứ không phải là riêng Việt Nam hay là Tàu hay là Nhật gì cả. Mà quý vị, tôi thấy là những cái phản ứng của những người mà binh vực cho giáo sư Trần Ngọc Thêm hoặc là chính giáo sư Trần Ngọc Thêm là tập trung đánh vào cái văn hóa mà cho rằng của Tàu, của Nhật và của A Đông, và muốn xóa bỏ cái văn hóa. Rõ ràng là nó thể hiện trong các bài mà quý vị phản biện binh vực ở cái chỗ bỏ cái câu tiên học, lễ học, học văn, và tấn công ở chỗ trồng người. Cái nặng nhất là cái văn hóa, ông làm giáo sư văn hóa hàng đầu của quốc gia, mà cái câu tượng trưng cho cái văn hóa không phải là chỉ ở Việt Nam mà là văn hóa phổ quát của toàn cầu. Để tôi chứng minh cho ông cái tính phổ quát của cái câu tiên học, lễ học, học văn như thế này nhé. Ở bên tiếng Anh thì ông có cái, người ta có cái câu là behavior is always greater than knowledge, because in life there are many situations where knowledge fails but behavior can still handle. Cái câu nó có nghĩa là cái sự lễ độ đó luôn là cao quý hơn là cái kiến thức. Cái tiên học lễ này, chữ lễ này á, là quý vị phải biết là cái sự lễ, cái lễ nghi, cái lễ độ đối, cái sự cư xử đối với người khác, tiếng Anh nó gọi là behavior đó. Và cái hậu học văn, cái chữ văn này á là có là, nghĩa là kiến thức, bên tiếng Anh nó gọi là knowledge đó. Nó còn nói là cái lễ đó là luôn luôn là cao hơn cái kiến thức. Còn mình chỉ nói là tiên hay là hậu thôi. Thí dụ như bây giờ giao thương với nhau chẳng hạn, mà quý vị đến nhà người ta mà quý vị hống hách chống nạnh lên, nói tao muốn nói chuyện với mày, quý vị xem cái cuộc trao đổi giao thương đó, cái cuộc giao thiệp đó có thành công hay không. Thí dụ như ông Tổng thống Obama sang nước Nhật để mà gặp Nhật Hoàng, ông là cái người rất là cao mà người Nhật thì thấp, ông cong cái người xuống 90 độ như thế này để mà chào, thì dĩ nhiên là những người không thích ông Obama là họ chửi, họ nói nhục. Cái điều đó, cái chữ nhục nó không có nằm ở chỗ đó, đó là cái hình thức xã giao, cái lễ đó là cái lễ nó nằm ở chỗ đó. Thưa quý vị, giả sử như người Nhật không có cái đặc điểm đó thì ông Obama có làm như thế đó hay không? Bây giờ chúng ta là người Việt Nam, là người Á Đông, có những cái lễ nghi của chúng ta cần phải giữ mà chúng ta bỏ đi, chúng ta đánh mất cái đặc biệt của văn hóa Á Đông đi, thì cái người Tây họ đến họ có trọng mình hay không? Bây giờ họ nghĩ là ô, nước bạn cũng như nước tôi, không cần phải lễ nghĩa gì cả đó, họ khinh thường mình, thì quý vị nghĩ như thế nào? Đó, thì tôi nói sơ cho quý vị, đây là một cái kiến thức phổ quát toàn cầu mà mỗi một cái nước phải giữ cho riêng mình một cái sự đặc biệt. Đấy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại lời của tiền nhân, văn hóa là bản sắc của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Thì tôi mới vừa đưa ra một cái thí dụ bây giờ người ta đến nước mình, người ta không, mình không có một cái văn hóa gì đặc biệt của mình hết, bởi vì mình xóa bỏ rồi. Ông giáo sư Trần Ngọc Thêm bảo xóa bỏ rồi, chúng tôi không có cái gì đặc thù hết, chúng tôi cũng giống như là người ngoại quốc, chúng tôi tẩy trắng hết rồi, mất hết rọi rồi, chúng tôi không có gì hết, chúng tôi rất là trong trắng, chúng tôi không giống Tàu. Quý vị là chỉ muốn bao nhiêu đó thôi, quý vị chỉ mong là người Việt mình không có cái gì giống đặc biệt của mình hết, bởi vì từ xưa nay mình, cái văn hóa của mình đã thấm đượm những cái văn hóa, những cái mặt tốt của Trung Hoa, ảnh hưởng nặng của Trung Hoa. Tại sao người Nhật người ta không xấu hổ vì những cái ảnh hưởng Trung Hoa?
người Đại tại sao người Đại Hàn cũng vậy, người Nam Hàn cũng vậy, tại sao người ta không xấu hổ, tại sao người Việt mình lại xấu hổ? Thì có phải đó là cái âm mưu của một cái thế lực nào muốn xóa trắng cái nền văn hóa mình hay không? Có phải là muốn giết cái dân tộc mình hay không? Quý vị nghĩ kỹ đi, cái này là cái sự giết, cái sự là muốn cho mất nước, xóa trắng, cách mạng trắng là chỗ này. Đó quý vị. Bây giờ tôi xin đọc hết cái phần của tôi và tôi sẽ nhường lại cho ông Quang. Là tiếp theo cái phần của tiếng Anh. Tiếng Anh đó là nhắc lại là tiên học lễ, chữ lễ của họ ở đây là behavior. Và hậu học văn, văn đây là kiến thức, là knowledge. Bây giờ một người bạn bên Pháp của tôi cũng cho tôi mấy câu của tiếng Pháp. Le comportement malhonnête conduit toujours à la maladresse. Thì dịch ra tiếng Việt như thế này. Là câu thứ nhất là thái độ mà không có chuẩn mực á, thì luôn dẫn đến sự bất hạnh. Quý vị muốn chúng ta bất hạnh hay sao? Quý vị muốn cho cái thế hệ tới này sẽ đem đến cho quốc gia mình một cái sự bất hạnh hay sao? Câu thứ hai. La chance d'un homme, le succès d'un homme, la paix d'un homme, c'est le bon comportement. Sự may mắn, thành đạt và đời sống thanh bình của một người chính là sự cư xử chuẩn mực của người ấy. Đấy, quý vị không có muốn chuẩn mực gì hết. Quý vị không có muốn mình thành đạt, không có muốn con mình may mắn, không có muốn con mình có đời sống thanh bình hay không? Và câu thứ ba. Certes, c'est la beauté qu'on drague, mais c'est le comportement qu'on épouse. Gái đẹp thì ai cũng thích, nhưng người ta sẽ xin cưới một cô gái có tư cách. Đó cũng là cái nói lên một cái sự lễ, nó đi trước cái kiến thức, cái tài giỏi cách mấy đi nữa. Đấy, thì đó là người Pháp, người Anh, người Pháp, người Mỹ, người Tây nhé. Bây giờ trở lại người Việt Nam mình thì mênh mông, là vì đó là cái văn hóa của mình mà. À, thì các bạn tôi đóng góp nhắc lại cho chúng ta nhớ những cái câu, nhất là trong cái chuyện Kiều. Quý vị ai cũng biết chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Đó là cái ông cha ta đã tổng kết cái hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Quý vị có nghe cái câu đó không? Hiền tài, chữ hiền đi trước chữ tài. Nhớ nhé, hiền đi trước chữ tài. Đó, hiền tài là nguyên khí quốc gia. Để một lát ông Quang sẽ nhắc lại cái câu nói của ông Trần Ngọc Thêm. Của ông Trần Ngọc Thêm, ông mượn tên của cụ Hồ Chí Minh để mà ông gán cho một cái câu rất là tầm thường. Và ông diễn dịch một cái cách rất là kém. Tôi thấy cái cách gán ghép của ông rất là kém. Đó, không phải là chỉ là người có tài mà phải là hiền tài. Những người có tâm. Quý vị cũng nghe nói là có tâm, có tầm. Quý vị biết không, cái chữ tâm nó đi trước. Cái chữ tầm, tầm ấy là tài đấy. Tiên học lễ, hậu học văn là văn đó. Đó, hiền tài, tâm và tầm. Đó, rồi tâm trước rồi mới tầm sau. Những người có tâm, có trí, có đức, có tài, những người tử tế mới tạo nên cái nguyên khí của quốc gia. Đó, thì cái cuốn sách, cái quyển truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Ông là một ngôi sao sáng trên cái bầu trời văn học Việt Nam. Đại thi hào Nguyễn Du. Thưa giáo sư Trần Ngọc Thêm, ông là một cái người giáo sư hàng đầu về văn học. Ông phải kính trọng cụ Nguyễn Du. Đại thi hào Nguyễn Du còn là một danh nhân văn hóa thế giới. Ông Nguyễn Du được thiên hạ trên thế giới biết đến và công nhận cái tác phẩm truyện Kiều đã trở thành một tài sản văn học chung của thế giới, được dịch ra bằng hàng chục thứ tiếng khác nhau. Đấy. Và đây là còn những cái câu trong dân gian của chúng ta. Quý vị có nghe nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người. Đấy. Rồi thí dụ như Nguyễn Đình Chiểu có nói câu thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn sáng mắt ông cha không thờ. Tức là ông chống lại cái sự gọi là văn minh thiên chúa giáo đem lại mà để mà xóa cái nền văn minh của Việt Nam mình. Tất cả những cái câu đó là những cái câu trong cái dân gian của mình ai cũng biết hết. Và đó là cái phần mà tôi muốn quý vị thay đổi không khí này, về nhường lại cho ông Quang tiếp tục.